250 tỳ kheo xuất chúng. Hiện nay chúng ta rất là hư hỏng, chúng ta tu hành rất khó thành tựu, vì chúng ta đã phạm cái lỗi rất nghiêm trọng nhưng tự mình lại không biết. Phạm cái lỗi gì? Phạm cái lỗi gì? Lục tổ dạy cho chúng ta rằng nếu người chân tu đạo thì không thấy cái lỗi của thế gian, mà ngày nay chúng ta lại chuyên môn thấy cái lỗi của thế gian, không thấy cái lỗi của mình mà chuyên thấy cái lỗi của người khác, thì trên đạo Bồ Đề không có hy vọng, niệm Phật cũng không được vãng sanh. Nhất định phải biết điều này. Ở trong đàn kinh, Đại sư Lục Tổ và chú Sa Di Thần Hội có một đoạn đối thoại, cũng là những lời dạy bảo rất hay cho chúng ta. Ngài nói với Thần Hội: ta cũng thấy cũng không thấy, bởi vì Lục Tổ cầm gậy đánh nó, hỏi nó có đau hay không thì nó trả lời cũng đau cũng không đau. Lục Tổ nói: người nói lời này có khuyết điểm rất nhiều. Nếu ông đau thì ông là phàm phu, nếu ông không đau thì ông là cây đá. Bởi vì Thần Hội bắt chước Lục Tổ nói. Lục Tổ nói là ta cũng thấy cũng không thấy. Lục Tổ lại nói: chỗ thấy của ta thường thấy những lỗi lầm của nơi tâm mình, ta không thấy phải quấy tốt xấu của thế gian, ta không thấy lỗi lầm của người khác, ta thấy lỗi lầm của mình. Đây là một vị chân chánh tu hành. Ngày nay chúng ta tu hành có thật sự là cũng thấy cũng không thấy, hay là chuyên thấy lỗi lầm của người khác, không thấy lỗi lầm của mình? Đúng là cùng với Đại sư Lục Tổ tương phản, thì trên đạo Bồ Đề không có hy vọng. Pháp thế gian tất cả là duyên sanh, cho nên phàm phu chúng ta cái tập khí vọng tưởng chấp trước này vô cùng sâu nặng. Nếu như hiểu rõ tất cả pháp là duyên sanh, bạn còn bận tâm cái gì? Bạn có bận tâm có thể thay đổi được hoàn cảnh hay không? Không thể thay đổi, vì tất cả pháp là duyên sanh, cho nên Bồ Tát có thể tùy duyên bất biến. Trong sự tùy duyên tất cả mà thành tựu công phu tịch chiếu của mình. Tịch là như như bất động, liễu liễu phân minh là chiếu, như như bất động là tịch. Chỉ có tự mình thành tựu mới có thể phổ độ chúng sanh, mới có thể giúp đỡ cho người khác. Thời thời khắc khắc vẫn không thể buông xuống, vẫn còn bận tâm rất nhiều, như vậy thì hỏng hết. Huống chi là học Phật. Người học Phật cùng với người thế gian khác nhau, tuyệt đối không nên bận tâm. Đây là xưa kia Đại sư chuyên gia dạy cho tôi. Khi đã học Phật, tất cả đều giao cho Phật Bồ Tát, giao cho Thần Hộ Pháp. Chư Phật hộ niệm, Thần Hộ Pháp an bài hộ niệm, ta còn bận tâm cái gì? Ta không nên bận tâm. Chư Phật Bồ Tát Thần Hộ Pháp đến an bài hộ niệm, thật là rất tự tại. Nếu như tự chúng ta thường thường cứ phải bận tâm, thật tại mà nói, Phật cũng không hộ niệm cho bạn, Thần Hộ Pháp cũng không ủng hộ cho bạn. Đó là vì bạn bận tâm tự mình tìm lấy phiền phức. Cho nên thật sự hiểu được cái đạo lý này, vì sao không học? Nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên. Chúng ta đối với lời dạy của Phật thể hội được một tí,
trên sự hành trì mới có thể nắm vững được. Ngày nay chúng ta được sanh tịnh độ đều là mang nghiệp vãng sanh. Thế nhưng mang nghiệp, quý vị nên biết rằng chỉ có thể mang nghiệp cũ, không thể mang hiện hành. Hiện hành tức là hiện tại vẫn còn đang tạo tác, đó thì không thể được. Mang là mang nghiệp quá khứ của bạn khi chưa nghe được Phật pháp, chưa phát tâm tu hành. Những nghiệp cũ về trước có thể mang. Hiện tại mỗi ngày hãy còn đang tạo nghiệp, đó thì chẳng có biện pháp mang đi. Quý vị hãy suy nghĩ tại vì sao mỗi ngày cứ vẫn còn đang tạo nghiệp mà nghiệp lực và tạp khí của chúng ta thật tại mà nói rất là sâu nặng. Những ác nghiệp này làm chướng đạo. Chướng cái gì? Là chướng tâm thanh tịnh của chúng ta. Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh mới có thể vãng sanh. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên tâm tịnh thì độ tịnh. Cái dáng thanh tịnh là gì? Khi nãy tôi có nêu ra, lục tổ nói cái dáng đó. Cái dáng đó như thế nào? Tức là khi nào mà không thấy cái lỗi của thế gian thì tâm thanh tịnh. Không thấy cái lỗi của thế gian nhưng phiền não tạp khí vẫn chưa đoạn, chỉ là có công phu niệm Phật. Định huệ của niệm Phật đã có một tí tác dụng, đem những phiền não tạp khí của chúng ta đã đè phục. Người thế gian cùng với ta không có liên can, mặc kệ họ, phải buông xuống. Tự mình tâm được thanh tịnh, đây là điều kiện bước khởi đầu vãng sanh của chúng ta. Những cái khuyết điểm sai lầm của họ chúng ta cũng không cần biết đến, cũng không nên để trong tâm. Nếu bạn để trong tâm thì khi nãy tôi nói sẽ làm chướng ngại bạn, đó tức là nghiệp chướng, thì bạn không thể vãng sanh. Hay nói cách khác, tức là bạn trong đời này niệm Phật hoặc là làm công đức rất lớn vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Đã tu tức công lưỡi đức, chẳng qua là đời sau sẽ đổi được phước báo mà thôi. Không thể ra khỏi tam giới, không thể vãng sanh. Cho nên người niệm Phật muốn vãng sanh nhất định phải buông xuống tất cả thân tâm thế giới thì mới được vãng sanh. Chúng ta mới được tâm thanh tịnh. Công phu mà càng sâu thì có thể phục phiền não, có thể đoạn phiền não thì càng tốt. Chỉ sợ công phu của chính chúng ta không đạt được sâu như vậy, nhưng cái công phu bước khởi đầu chúng ta nhất định phải đạt được, thì chúng ta trong đời này mới có hy vọng. Đây là nói mang nghiệp vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ. Đạt đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cái duyên rất là thù thắng. Chỗ này cử ra cho chúng ta ba điều. Ba điều này vô cùng hy hữu, rất là hiếm có. Đức Thế Tôn tại trong kinh thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Có thể gặp được Phật lại càng khó. Chúng ta luân hồi ở trong lục đạo nhiều đời nhiều kiếp, khó mà gặp được Phật, không dễ gì gặp được. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mỗi ngày gặp Phật, được nghe lời dạy của Phật, mỗi ngày nghe A Di Đà Phật thuyết pháp,
không những nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, vả lại thời thời khắc khắc nghe mười phương tất cả chư Phật thuyết pháp. Trong kinh nói rất rõ ràng, khi sanh đến cõi cực lạc thì có khả năng có thể hóa thân đi khắp mười phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe pháp lợi sanh. Có sự lợi ích thù thắng như vậy, có rất nhiều đại Bồ Tát muốn cầu cũng cầu không được. Ngày nay cái duyên này của chúng ta đã chín mùi gặp được rồi, cho nên không còn thối tiễn. Phía dưới một điều là nói tam bất thối. Không những là tam bất thối, là viên chứng tam bất thối, cho nên thành Phật thì mau, không cần phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta từ trong kinh Di Đà, từ trong kinh luận Tịnh Độ mà quan sát tỉ mỉ, ở Tây Phương thế giới thành Phật, chúng ta là hạng phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới tu thành Phật, thời gian lâu nhất cũng không quá ba kiếp bốn kiếp thì đủ rồi. Đây là đã rút ngắn thời gian rất nhiều. Người thông thường tu thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn trong kinh Hoa Nghiêm nói phải mất vô lượng kiếp bạn mới có thể tu thành Phật. Ở Tây Phương thế giới tu hành chỉ mất ba kiếp bốn kiếp thì là thành Phật. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Vì họ ngày ngày nghe Phật thuyết pháp thật là phi thường, thời thời khắc khắc nghe tất cả chư Phật thuyết pháp, đồng tham đạo hữu, ngày ngày cùng với nhau nghiên cứu thảo luận, đều là đẳng giác Bồ Tát, thì họ làm sao mà không mau? Cái hoàn cảnh tu học trong tận hư không pháp giới, chỉ có hoàn cảnh tu học của Tây Phương thế giới là đệ nhất, cho nên không còn thối tiễn, họ mạng cũng vô lượng. Bây giờ đức Phật vào xa lời phân, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ức, cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật. Tức là học làm người. Buổi sáng ngày 7 tháng 12 1998, học Phật tức là học làm người, học làm một người tốt, học làm một người minh bạch. Nhà nho nói đạt đến mức tốt lành tột bậc, chỉ ư chi thiện. Phật pháp đích thật là làm câu này được viên mãn. Chi thiện là thiện đến mức cùng cực, đạt đến cứu cánh viên mãn. Nhà nho và nhà Phật đều có phương pháp đạt đến chí thiện. Cơ sở của phương pháp này có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Nhà nho dạy học trước hết đề ra tam cương bát mục, nhà Phật dạy học trước hết đề ra tứ hoằng lục độ. Tinh thần và nội dung của hai thứ này rất giống nhau, thế nên tư tưởng kiến giải giáo học hành trì của Khổng Lão Phu Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hẹn mà hợp với nhau. Đúng là cái nhìn của anh hùng đại lược giống nhau. Việc đầu tiên trong sự tu học là phải phát nguyện. Nhà nho nói lập chí,
lập chí làm thánh nhân, làm đại sự, chẳng phải lập chí làm quan phát tài, hưởng vinh quang phú quý. Đại sự là gì? Nhà Phật nói, tử sanh đại sự. Câu này nói rõ ý nghĩa của đại sự. Trong Phật Pháp, đại sự nhân duyên nói đến chỗ cứu cánh viên mãn, tức là phổ độ chúng sanh, và cũng là nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ là ví dụ, độ qua biển khổ sanh tử, độ qua lục đạo luân hồi, đây mới là đại sự. Vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh kẹt mãi trong sanh tử luân hồi, đời nay sanh sang kiếp khác, vĩnh viễn chẳng thể thoát ly. Trong kinh gọi là chúng sanh trong lục đạo là người đáng thương. Tình trạng trong lục đạo chỉ có Phật Bồ Tát mới rõ ràng, phàm phu mê trong đó và chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này tức là chân tướng của sanh tử và chân tướng của đời sống chúng ta. Đức Phật nói khi chúng ta ở trong luân hồi thì nhất định thời gian trong ba ác đạo dài, thời gian trong ba thiện đạo ngắn. Họ mạng dài nhất trong tam thiện đạo là cõi phi tưởng phi tưởng xứ ở trời vô sắc giới. Họ mạng là 80,000 đại kiếp. Một đại kiếp bằng thời gian thế giới chúng ta trải qua thành trụ hoại không một lần. 80,000 đại kiếp là thời gian thế giới chúng ta thành trụ hoại không 80,000 lần. Họ có thọ mạng dài như vậy. Thời gian dài trong ác đạo càng dễ sợ hơn. Kinh Địa Tạng dạy, thọ mạng trong địa ngục là vô số kiếp. Cho dù là trong cõi súc sanh tuy thọ mạng chẳng dài, nhưng súc sanh ngu si kiên cố chấp trước thân hình này là của mình, cho nên rất khó thoát ra. Lúc Thế Tôn còn tại thế, tại kỳ thọ cấp cô độc viên, có một ổ kiến. Thế Tôn nói với đệ tử, đã trải qua 7 vị Phật rồi, cả ổ kiến này cũng chưa thoát thân làm kiến, đời đời kiếp kiếp cứ làm kiến hoài. Thời gian này dài hơn thọ mạng của phi tưởng xứ thiên quá nhiều. Cho nên Phật Bồ Tát thường nhắc nhở chúng ta, cảnh cáo chúng ta, tam ác đạo tuyệt đối chẳng thể đi vào. Đọa tam ác đạo rất dễ dàng, thoát ly tam ác đạo thì quá khó. Tuy Phật Bồ Tát từ bi ứng hóa trong ác đạo độ chúng sanh, nhưng ác đạo chúng sanh ngu si đến cùng cực, còn thêm vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng nề, so với độ người còn khó gấp nhiều lần. Tuy vậy nhưng Phật Bồ Tát cũng chẳng xả bỏ, các ngài thật sự là từ bi đến cùng cực. Trong lục đạo chúng sanh dễ độ nhất là loài người, thế nên Bồ Tát thị hiện thành Phật cũng ở tại cõi người. Nhân duyên là gì? Phật Bồ Tát thị hiện ở chỗ nào là do cảm ứng đạo giao với chúng sanh nơi đó. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, do đó mới biết cõi người có sức cảm ứng rất lớn với chư Phật Bồ Tát. Thế nên quý ngài ứng hóa trong cõi người, thị hiện làm Phật làm Bồ Tát, đây là chân lý. Đời nay chúng ta có thể sanh vào cõi người, cơ hội này vô cùng hiếm hoi và quý báu. Quý ở chỗ cõi người dễ giác ngộ, dễ được độ, cho nên chúng ta nhất định phải nắm vững cơ duyên. Vả lại cơ duyên này chẳng lâu dài, vì thọ mạng của cõi người rất ngắn. Cho dù sống đến 100 tuổi thì cũng như 4 ngón tay, một sát na ngắn ngủi mà thôi. Thọ mạng ngắn nói lên cơ duyên này đặc biệt quý báu. Vì vậy được thân người nếu chẳng được nghe Phật Pháp thì rất đáng tiếc. Số người được thân người nhưng chẳng có cơ duyên nghe Phật Pháp đích thật là chiếm đa số. Trong đời hiện tại này, Phật Pháp nương vào kỹ thuật khoa học phổ biến truyền đến khắp thế giới. Bất luận là tin hay không,
chỉ vì một phen lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Đây là người thế gian có phước, nếu ở trong đời này thì có thể thoát ly lục đạo luân hồi, thì là thật sự thành tựu. Ngược lại đời này chẳng thể thoát ly lục đạo, đời sau không cách chi tránh khỏi luân hồi như cũ. Một khi đã luân hồi thì chẳng biết phải trôi lăn đến kiếp nào mới có thể gặp được Phật pháp. Nhất định chẳng thể đời nào cũng gặp được Phật pháp. Nếu đời nào cũng gặp được thì chúng ta đã thành Phật sớm rồi. Bởi vậy mới biết việc này chẳng dễ. Gặp được Phật pháp, mọi người đều hy vọng ngay trong đời này được thành tựu. Chuyện này cũng chẳng phải khó, đích thật mọi người đều có thể làm được. Mấu chốt là ở chỗ giác ngộ. Biết được khuyết điểm của mình chính là giác ngộ. Sửa khuyết điểm cho đúng trở lại là tu hành. Nếu chẳng biết khuyết điểm của mình thì không biết bắt đầu sửa đổi từ đâu. Nhưng một người biết được khuyết điểm của mình rất khó. Ai cũng tưởng là mình đúng hoàn toàn. Lý do phàm phu vẫn cứ là phàm phu, vì họ chẳng biết lỗi lầm của mình, cứ cho rằng mình đúng. Bồ Tát khác với phàm phu là vì Bồ Tát chẳng có quan niệm mình đúng, chỉ biết rằng lỗi lầm của mình quá nhiều, mỗi ngày đều phản tỉnh, ngày ngày đều sửa lỗi. Đây là người giác ngộ. Người mê thì cứ tưởng là mình đúng, cho dù phản tỉnh thì cũng nghĩ mình chẳng có lỗi. Lỗi đều ở nơi người khác, nhưng họ chẳng biết khi nhìn thấy lỗi người khác thì chính là lỗi của mình. Khi nào chẳng nhìn thấy lỗi của người khác thì lỗi mình cũng chẳng có. Huệ Năng Đại Sư dạy, nếu là người tu đạo chân thật, chẳng thấy lỗi thế gian, nhìn thấy người khác có lỗi tức là phiền não tập khí của mình hiện hành. Bên ngoài là duyên, duyên giúp cho phiền não tập khí của mình khởi lên, đây là lỗi lầm lớn. Cho nên người biết tu hành, hết thảy ngoại duyên đều là thiện tri thức. Gặp người thiện chuyện thiện thì có thể học tập, gặp người ác chuyện ác giúp mình phản tỉnh sửa lỗi lầm. Thuận hay nghịch đều là thiện tri thức. Trong lúc phản tỉnh, có lỗi thì sửa, không thì nhắc nhở để đừng phạm. Lý do Bồ Tát tu hành có thể thành Phật là ở tại điểm này. Nếu chẳng hiểu đạo lý và chân tướng sự thật, học Phật mà chẳng thực hành thay đổi trên tâm địa, tức là học Phật mà vẫn tạo tội nghiệp y như cũ, thì đúng như lời người xưa nói, trước cửa địa ngục có nhiều tăng sĩ, địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Chư tăng này không nhất định chỉ là người xuất gia, người tại gia cũng bao gồm trong đó. Tăng là đoàn thể, bất luận là xuất gia hay tại gia, đoàn thể học Phật đều xưng là tăng đoàn. Hiện nay tu học pháp môn niệm Phật có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, tăng trưởng trí huệ, thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành Phật đạo. Trong vô lượng pháp môn, đây là pháp môn hy hữu thù thắng hạng nhất, chẳng dễ gì gặp được. Đặc biệt là đạo tràng có tổ chức tu tập chung như vậy, chẳng phải do sức người tạo nên, mà do chư Phật Bồ Tát gia trì, nên đạo tràng có chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Mọi người ở trong đạo tràng này tu học phải đặc biệt trân trọng cái nhân duyên hiếm có khó gặp này, phải hết lòng nỗ lực, nhất định nổi trong đời này viên mãn thành tựu.
làm thế nào tự tại vãng sanh? Nửa thế kỷ trở lại đây, tuy chúng ta không thể đích thật nhìn thấy người ta vãng sanh, nhưng những chuyện nghe đến thật không ít. Tại sao người ta có thể tự tại vãng sanh? Đây là việc mọi người đều muốn biết, đặc biệt là những người đang sinh sống trong thời đại nhiều tai họa. Tự tại vãng sanh đối với chúng ta vô cùng quan trọng, thiệt là một việc quan trọng nhất trong đời người. Thiệt ra chỉ cần noi theo kinh luận, tu học đúng như lý như pháp thì có thể làm được, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ. Cổ đức nói kinh Vô Lượng Thọ là kinh số 1 của Tịnh Tông, vì kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đầy đủ nhất, giải thích phương pháp tu học tường tận nhất, nói quả báo sau khi vãng sanh viên mãn nhất. Nếu chúng ta chơn chánh muốn tự tại vãng sanh, tu học từ 3 tháng đến 6 tháng sẽ có thể thành công. Cho nên pháp môn này rất thù thắng, được hết thảy chư Phật tán thán tuyên dương. Thiện Đạo Đại Sư nói những gì Đức Phật dạy thì chúng ta phải làm được hoàn toàn. Những gì Đức Phật dạy chúng ta không được làm thì tuyệt đối đừng làm. Nếu thiệt có thể hết lòng làm theo những lời dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, làm hàng ngày, một ngày cũng không vi phạm, những công đức này tích lũy trong 3 tháng thì bạn sẽ là thượng thiện nhân, sẽ nắm chắc sự vãng sanh tự tại. Nếu có thể làm hết 6 tháng thì càng chắc chắn hơn. Cứ tiếp tục làm như vậy, bạn muốn chừng nào vãng sanh thì lúc đó vãng sanh. Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự tại tùy theo ý muốn. Đây là một việc quan trọng hạng nhất trong đời người. Có một số người vãng sanh không được tự tại, lâm chung còn bệnh khổ. Nguyên nhân là vì những gì Đức Phật dạy, họ đều không thể làm hết hoàn toàn. Những gì Đức Phật dạy không được làm thì họ phạm không ít. Đây là nghiệp chướng. Nhưng nhờ đời trước hay đời này còn chút thiện căn, lúc lâm chung gặp được bạn tốt nhắc nhở trợ niệm thì cũng có thể vãng sanh. Chúng ta sống trên đời này mấy chục năm ngắn ngủi, lúc đến mang 2 bàn tay không thì ra đi cũng mang theo 2 bàn tay trắng. Cổ đức nói muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo thân. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Tất cả mọi vật trên thế gian này không có một vật gì có thể đem theo. Những gì có thể đem theo được chỉ là những nghiệp mà mình đã tạo ra. Việc này rất đáng sợ. Tôi đọc đến việc này rợn da gà. Có nhiều người đọc đến nhưng không hề gì. Như vậy đúng là nội tâm đã chai đá hết trơn rồi. Nếu thiệt có tri giác đọc đến thiệt rất sợ thì làm sao dám tạo nghiệp? Chư Phật Bồ Tát từ bi có lòng thương yêu chân thành, chúng ta không biết thân cận học hỏi mà còn xa lìa họ, đi kết bạn với những bạn xấu trong thế gian, đó là sai lầm quá đỗi. Bạn xấu tức là những người tạo ngũ nghịch thập ác, không chịu nghe lời dạy của thánh hiền, không y giáo phụng hành. Đây là một sự mất mát to lớn đối với đời sống tu học của chúng ta. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, nhất định phải hết lòng nỗ lực tu học, nắm chắc sanh mạng ngắn ngủi nhưng quý báu trong đời này, hoàn thành nhân duyên hiếm hoi từ vô lượng kiếp đến nay. Niệm Phật thành Phật, đây là một chuyện lớn. Người như vậy mới đáng gọi là người có chí khí. Nếu nói theo nhà Phật thì thiệt đúng là đại anh hùng, đại trượng phu. Hy vọng chúng ta cùng nhau gắng sức khuyến khích lẫn nhau, ngay trong đời này làm cho xong công việc to lớn này, không uổng phí cuộc đời. Tự tư tự lợi. Pháp môn niệm Phật của chúng ta đang tu tập là dị hành đạo. Đạo dễ thực hành mà chẳng thể thành tựu,
nhân duyên là vì không thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, niệm niệm vẫn còn tự tư tự lợi. Dùng tâm niệm này tu học thì đúng như người xưa đã nói, hát bể cổ họng cũng uổng công. Thế nên chỉ cần buông xuống ý niệm tự tư tự lợi thì niệm Phật nhất định sẽ đắc lực, thân tâm sẽ khinh an. Cho dù có một chút bệnh thì cũng chỉ vì ăn uống chẳng cẩn thận nên phát ra cảm mau phong hàn mà thôi, sẽ chẳng sanh bệnh nặng. Nếu thật sự nhìn thấu buông bỏ tự tư tự lợi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong kinh Di Đà nói, nếu niệm từ 1 ngày đến 7 ngày sẽ được thành công. Những người y giáo tu hành xưa nay niệm Phật vãng sanh rất nhiều, phổ biến nhất là từ 2 đến 3 năm thì vãng sanh. Tại sao có người chẳng nhiều hơn 7 ngày, có người lại phải niệm 2-3 năm? Người tin sâu nguyện thiết, thật sự niệm đến khi mất hết những tâm niệm tự tư tự lợi thì tự nhiên cảm ứng hiện tiền, công phu thành tựu. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Vãng Sanh Truyện, vào đời nhà Tống, Pháp Sư Oánh Kha tin sâu nguyện thiết, niệm 3 ngày liền thành công. Nếu lòng tin và nguyện lực chưa đạt đến mức khẩn thiết thì phải niệm 2-3 năm. Thế nên những người này sanh tử tự tại, chẳng phải là thọ mạng chấm dứt mà là thọ mạng hãy còn, nhưng họ bỏ ra đi sớm. Đạo lý là như vậy. Chúng ta nhìn thấy có nhiều người ra đi rất tiêu sái. Tiêu sái nghĩa là nhàn hạ, chẳng vướng bận, tự tại, chẳng có bệnh khổ, làm cho người khác vô cùng hâm mộ. Tôi thường nhắc nhở mọi người, chúng ta nhất định phải làm được. Nếu làm chẳng được thì trong lúc bệnh nạn thân thể chịu sự sắp xếp của người khác, tự mình chẳng thể làm chủ, sẽ chẳng nắm chắc việc vãng sanh. Thế nên bây giờ phải dự bị cho tương lai. Phương pháp tốt nhất là chẳng cần người khác chăm sóc, có thể giữ biết trước ngày giờ đã đi, muốn đi lúc nào thì ra đi lúc đó. Nhất định phải hạ quyết tâm làm việc này cho bằng được thì đời nay mới chẳng luống uổng. Những việc còn lại toàn là giả, chỉ có việc này là thật mà thôi. Chúng ta nói về tự lợi, đây mới thật sự là tự lợi. Nhưng tự lợi phải được xây dựng trên cơ sở của lợi tha. Trong đời sống sinh hoạt thường ngày, khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh chứ chẳng phải vì mình. Suy nghĩ cho mình là sai lầm, phải nghĩ cho chúng sanh, quên mất cái tôi đi. Nhất định phải vì chúng sanh thì tâm niệm tự tư tự lợi mới có thể đoạn trừ. Chỉ cần đoạn trừ thì công phu tu học mới có thể nắm chắc. Chúng ta niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh, bao gồm cả động vật, thực vật và khoáng vật. Thí dụ cái bàn không sạch thì mình chùi cho sạch, cái ghế không ngay ngắn thì mình sắp cho nó ngay ngắn. Như vậy đều là vì chúng nó. Cách làm này tức là lễ kính chư Phật trong 10 nguyện phổ hiện: kính người, kính sự, kính vật. Đừng nên có tâm riêng tư, dục vọng tâm niệm muốn chiếm hữu, chiếm đoạt. Tâm niệm chiếm hữu này là căn bản của sanh tử luân hồi, là nguồn gốc của hết thảy tội nghiệp. Chúng ta phải nhổ trừ tội căn này. Tại sao không được chiếm hữu? Phật dạy hết thảy pháp đều không. Ngạn ngữ cũng nói, sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang theo. Vậy thì tại sao có thể chiếm hữu được? Đây là từ trên hiện tượng thô thiển mà nói. Đi sâu thêm thì Phật dạy, hết thảy các pháp do nhân duyên sanh, chẳng có tự tánh, đương thể tức không, trọn chẳng thể được. Nhất thiết chư pháp, nhân duyên sở sanh, vô hữu tự tánh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Chẳng những các vật ngoài thân chẳng thể được, ngay cả thân thể này cũng chẳng thể được. Chẳng có tâm chiếm lấy, chiếm hữu những vật ngoài thân, đối với thân thể cũng chẳng có ý niệm là thân của mình. Như vậy thì vấn đề sẽ được giải quyết. Đó là một niệm tương ứng, một niệm Phật,
niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật, quyết định sẽ sanh tịnh độ. Đó là giải thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi thập pháp giới. Được vị thì may mắn lắm. Từ vô thủy đến nay chúng ta chẳng gặp được duyên thù thắng, đời này rất may mắn đã gặp được. Trong quán kinh chú giải, Thiện Đạo Đại Sư nói, cửu phẩm vãng sanh đều là do gặp được duyên khác nhau. Cửu phẩm vãng sanh tổng tại ngộ duyên bất đồng. Nói một cách khác, khi gặp duyên thù thắng thì phàm phu cũng có thể vãng sanh thượng thượng phẩm. Bồ Tát nếu chẳng gặp duyên thù thắng thì lại vãng sanh vào phẩm trung hạ. Duyên rất khó gặp, ấy là có thể gặp mà chẳng thể cầu. Trong kinh giảng, thiện tri thức là duyên. Nếu được thiện tri thức hướng dẫn, thiện hữu nâng đỡ, đồng tham đạo hữu tốt, đạo tràng tu hành tốt, thì tu hành chẳng có chướng ngại. Hiện nay chúng ta đã có đầy đủ duyên này, đã được nhưng vẫn chẳng thể thành tựu. Vậy thì chỉ có thể trách mình, không thể trách kẻ khác. Nhất định phải biết cơ duyên thù thắng như vậy trăm năm vạn kiếp khó gặp được. Trong vô lượng kiếp hiếm hoi khó gặp, có thể thành tựu được hay không, mấu chốt nằm ở chỗ đột phá, phá trừ tự tư tự lợi. Phương pháp đột phá là niệm niệm vì chúng sanh, nhất định chẳng vì chính mình. Nếu vì mình thì nên vãng sanh tịnh độ sớm hơn. Thân thể còn lưu lại nơi thế gian này, mỗi ngày đều phải phục vụ cho chúng sanh. Như vậy là hoàn toàn giống với hạnh nguyện của chư Phật Như Lai. Làm vậy bạn sẽ được đại tự tại. Đạo lý và sự thật này chúng ta phải hiểu tường tận y giáo tu hành. Giai đoạn của sự tu hành. Buổi sáng ngày 5 tháng 2 1995, đích thực chúng ta đã gặp chẳng ít người chân chánh muốn tu hành, thật sự muốn thành tựu. Những cửa ải khó khăn nhất là vọng tưởng và tạp niệm, muốn trừ nhưng chẳng trừ nổi. Vấn đề này chẳng phải người đời nay mới có, từ xưa đến nay đều như vậy. Trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta, đây cũng là một đề mục làm thế nào để đoạn trừ vọng tưởng chấp trước. Thật ra hết thảy các kinh luận đều nhằm giải quyết vấn đề này. Phật đã giảng rất thấu triệt, phương pháp cũng rất khéo léo. Đáng tiếc là chúng ta chẳng ráng sức mà làm nên, từ vô lượng kiếp đến nay đều bị vọng tưởng phiền não trói buộc, chẳng thể giải thoát. Có rất nhiều phương pháp giải quyết, mà trong đó niệm Phật đích thật là một phương pháp tốt nhất, nhưng nhiều người chẳng dùng. Người niệm Phật miệng niệm Phật hiệu, nhưng trong tâm khởi vọng tưởng không ngừng, như vậy thì chẳng thể thành tựu. Miệng niệm và tâm cũng phải niệm, tâm và miệng có tương ứng thì công phu mới đắc lực. Đắc lực tức là có thể đè nén vọng tưởng phiền não. Đè nén được lâu rồi thì sẽ đắc định, sẽ thành tựu tam muội. Định được lâu thì sẽ khai mở trí huệ. Trí huệ vừa khai mở thì liền chuyển biến phiền não thành bồ đề.
chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Đó là thành công. Chỉ cần công phu được đắc lực, có thể đè nén vọng tưởng và phiền não, thì có thể đới nghiệp vãng sanh. Đây là chỗ pháp môn này thù thắng hơn những pháp môn khác. Chỉ cần chịu dụng công thì ai cũng có khả năng làm được hết. Vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cổ đức nói: đã gặp được Di Đà thì lo gì chẳng khai ngộ, gặp được Đức Phật A Di Đà thì chẳng ai chẳng khai ngộ. Khai ngộ là khai mở trí huệ, khai trí huệ tức là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Chúng ta thường đề xướng khuyến khích mọi người, sự tu hành của chúng ta có 3 giai đoạn. A. Giai đoạn thứ nhất: đọc thuộc kinh văn, niệm kinh 3.000 lần, đọc thuộc lòng kinh, ghi nhớ lời dạy trong kinh. Nếu lời dạy của Phật cũng chẳng nhớ thì tu cái gì? Làm sao để tu theo lời dạy? Đây là bước thứ nhất. B. Giai đoạn thứ nhì: yêu cầu viên giải. Phải hiểu rõ những lời dạy của Phật, phải hiểu được viên dung thì mới chẳng chết cứng trên văn tự. Phải hiểu lời dạy của Phật là có nguyên lý nguyên tắc gì, phải có thể ứng dụng những lời dạy này một cách khéo léo trong đời sống hàng ngày. Như vậy mới chẳng là chỉ đọc suông. Đó mới là khai trí huệ. C. Giai đoạn thứ ba là phải thực hành y theo lý luận và phương pháp dạy trong kinh để sửa đổi tư tưởng, sự hiểu biết, hành vi sai lầm của mình. Như vậy mới gọi là chân chánh tu hành. Như vậy thì mới vãng sanh được. Chứ chẳng phải đọc kinh 3.000 lần là xong xuôi. Đọc như vậy chẳng có ích gì hết. Phải biết từ đầu đến cuối Phật Pháp đều chú trọng thực hành, nghĩa là phải làm cho bằng được. Chân chánh tu hành là tu ở nơi khởi tâm động niệm, chứ chẳng phải là ở chỗ học thuộc lòng. Nhớ nhiều hiểu nhiều chẳng hữu dụng gì hết. Phải làm cho bằng được. Có thể làm được một phần thì sẽ được một phần lợi ích, làm được hai phần thì được hai phần lợi ích. Nếu chẳng hết lòng nỗ lực mà làm thì lợi ích chân thật này chẳng thể nào đạt được. Tùy Hỷ. Buổi sáng ngày 12 tháng 2 1995, trong các đoàn thể, phiền não tập khí dễ nhìn thấy nhất là đố kỵ. Người nào chẳng có tâm đố kỵ? Ai nói tôi chẳng có tâm đố kỵ thì người đó chẳng phải là phàm phu. Thế là phàm phu thì chắc chắn sẽ có tâm đố kỵ. Cho dù là người xuất gia cũng chẳng ngoại lệ. Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc, là thời đại Phật Pháp vô cùng hưng thịnh. Lục Tổ Huệ Năng đã xuất hiện trong thời đại này. Sau khi được truyền trao y bát ở Hoàng Mai, bạn xem, có ai có thể nhịn được không giành lại y bát? Đây là hiện tượng gì? Đố kỵ. Nếu chúng ta không thể hàng phục được tâm đố kỵ tham sân si mạng, chẳng những đạo nghiệp không thể thành tựu, mà kết quả của việc này nhất định sẽ phá hoại đạo tràng. Cho dù ảnh hưởng không rõ ràng thì cũng gây chướng ngại cho sự phát triển của đạo tràng và gây chướng ngại cho sự thành tựu của đồng tham đạo hữu. Nói một cách khác thì là chướng ngại cho việc hoằng pháp lợi sanh. Mọi người đều biết tội này được gọi là năm tội vô gián trong giới luật. Thế nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta tu tùy hỷ. Tại sao không tu tùy hỷ? Tại sao phải tu tùy hỷ? Thay đổi tâm niệm ngược lại, nếu có thể tùy hỷ thì người ta có thành tựu bao lớn, thành tựu của mình cũng sẽ bằng họ. Công đức của việc tùy hỷ chẳng thể nghĩ bàn. Lúc thấy người khác làm việc tốt, nếu chúng ta có thể sanh tâm hoan hỷ,
có thể giúp họ, giúp họ thành tựu, thì công đức của họ chính là công đức của mình. Thế nên chúng ta phải biết tu tùy hỷ. Những gì mình không thể làm được nhưng họ làm được thì mình giúp họ. Nếu giúp chẳng được thì mình tán thán, mình hoan hỷ, mình lo lắng cho họ. Như vậy công đức sẽ bằng nhau, vì tâm của mình được thanh tịnh. Đây là việc mà chúng ta thường gọi là pháp hỷ sung mãn. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta đổi khóa tụng buổi sáng thành tụng kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 32 đến phẩm 37. Chúng ta có thể mỗi ngày đọc những tập khí lỗi lầm nói trong đoạn kinh này một lần. Đọc xong phản tỉnh kiểm điểm xem mình có những tội lỗi này hay không. Nếu có thì phải sửa sai đổi mới. Như vậy mới gọi là chân chánh tu hành. Thật thà, buổi sáng ngày 8 tháng 5 1995, ý nghĩa quan trọng nhất trong kinh Kim Cang là tu học Đại Thừa Phật Pháp phải tu học trong đời sống hàng ngày. Nói một cách khác tức là dạy cho chúng ta làm thế nào để sống cuộc đời của chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát sống cuộc đời đại trí huệ, đại giác ngộ. Đời sống như vậy mới là chân thật hạnh phúc mỹ mãn. Niệm Phật chẳng thể thành tựu là vì chẳng thật thà, chẳng chắc thật. Chẳng thật thà là chẳng biết sống cách nào. Khi sanh ra đời hồ đồ lộn xộn, chết đi cũng hồ đồ lộn xộn. Như vậy đúng là rất đáng thương. Cũng như trong kinh thường nói, người đáng thương xót. Sau khi có trí huệ bát nhã, hiểu rõ chân tướng của nhân sanh, mới biết thật thà một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ai có thể tiếp nhận thì người đó sẽ được lợi ích. Nếu chẳng chấp nhận, chẳng thể chắc thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chính là như kinh Địa Tạng có nói, chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm, chẳng có gì là chẳng tạo tội. Đã tạo tội nghiệp thì đời sau nhất định sẽ còn luân hồi trong lục đạo. Bất luận là tu hành tốt đến đâu đều chẳng thể thoát ra khỏi tam giới, thì đều là chẳng thành tựu. Mục đích chúng tôi giảng kinh Kim Cang là vì muốn khuyên mọi người, dạy cho mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật, phải hết lòng trọn ý thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những gì nói trong kinh Kim Cang cho đến những gì Đức Phật nói trong 22 năm giảng kinh Bát Nhã đều cũng là vì dạy chúng ta phải nhìn thấu buông xuống. Tại sao bốn chữ nhìn thấu buông xuống này đã giảng trong suốt 22 năm? Hãy nghĩ xem ai nghe xong liền nhìn thấu, liền buông xuống được. Nghe thì cũng nghe rồi, nói thì cũng nói xong, nhưng vẫn chẳng nhìn thấu, chẳng buông xuống như cũ. Trong tâm từ sáng đến tối vẫn suy nghĩ lung tung, lời nói hành động vẫn phê bình kẻ khác, chẳng biết kiểm điểm bản thân mình. Đây đúng là nhìn chẳng thấu, buông xuống chẳng nổi. Thank you.
Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta tám chữ phương pháp niệm Phật, đó là điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Ngài dạy rất là đơn giản và tóm tắt. Có nhiều người hỏi tôi rằng, thưa Pháp Sư, làm thế nào điều nhiếp lục căn? Tôi bảo với họ rằng, tịnh niệm kế tiếp. Có người lại hỏi, làm thế nào mới được tịnh niệm kế tiếp? Tôi bảo với họ, điều nhiếp lục căn. Cái nghĩa này, quý vị có hiểu hay không? Quý vị, nếu quý vị đã hiểu thì biết niệm Phật. Niệm Phật tức là nhất niệm, tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Cho nên, bạn không hiểu điều nhiếp lục căn cũng không sao. Bởi vì tịnh niệm kế tiếp tức là điều nhiếp lục căn. Tôi thường bảo với mọi người rằng tịnh là tâm địa thanh tịnh, không hoài nghi, không xen tạp, đó gọi là tịnh. Kế tiếp tức là không gián đoạn. Hay nói cách khác, chúng ta niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì sẽ làm được điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Nếu ta một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn tham thiền, một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn niệm chú, đó là xen tạp, đó không phải là tịnh niệm. Một mặt niệm Phật, một mặt còn muốn xem kinh, còn muốn nghiên cứu giới luật, thậm chí còn muốn đi làm pháp hội, cả thể đều là xen tạp. Trong quyển Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có một đoạn khai thị rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi đem đoạn này rút ra in ở phía sau tấm hình của A Di Đà Phật là để nhắc nhở các bạn đồng tu nên biết cái gì gọi là xen tạp. Bồ Tát bảo chúng ta rằng niệm Phật kỹ nhất là xen tạp. Thể có xen tạp thì tâm không thanh tịnh, thì không phải tịnh niệm, thì trái nghịch với phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta. Nhược năng thường trì, vô khổ bất trừ. Trì là chấp trì danh hiệu. Phật hiệu phải thường niệm, không được gián đoạn. Lúc niệm Phật phải tịnh niệm kế tiếp mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, thật sự được lìa khổ, được vui. Cho nên những người biết niệm Phật càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm thì tinh thần càng sung mãn, càng niệm thì thân thể càng tốt. Tôi nói đây đều là sự thật. Hiện tại chúng ta đã được quả báo là thân tâm khỏe mạnh. Tôi thường nói không già, không bệnh, không chết. Thế nào là không chết? Đó là lúc lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta, lúc ấy cũng chưa đứt hơi, trong tâm rất rõ ràng, rất tỉnh táo, bảo với người nhà rằng A Di Đà Phật đã đến, tôi phải đi theo Phật. Còn sống mà ra đi, không phải đã chết rồi mới ra đi. Cho nên pháp môn này là thật sự không già, không bệnh, không chết. Bạn muốn hỏi làm thế nào mới có thể thật sự đạt đến, là phải điều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Nếu bạn làm không được tịnh niệm kế tiếp thì không có cách nào, nhất định phải làm được tịnh niệm, cũng tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì thật sự sẽ đạt được sự lợi ích thù thắng như vậy. Thật sự được lợi ích không thể nghĩ bằng. Cho nên, vô khổ bất trừ, vô lạc bất dữ, vô nguyện bất toại, vô quả bất đắc, tức là tâm nguyện của chúng ta. Trong tương lai, nguyện vọng của chúng ta là cầu sanh tịnh độ, bất khối thành Phật. Còn nguyện vọng hiện tại, như khi nãy tôi có nói, không già, không bệnh, không chết. Nguyện vọng hiện tại của chúng ta cả thể đều có thể đạt được. Pháp môn này rất là vi diệu.
Thật tại mà nói, chỗ hay của pháp môn này thù thắng nhất, những người biết được cũng không nhiều. Tuy rằng những người niệm Phật rất nhiều, niệm Phật thật sự có những sự lợi ích gì, những người biết được cũng không nhiều. Nếu bạn thật sự đã biết được thì bạn sẽ cố gắng thực hành. Vì sao không thể cố gắng thực hành? Vì chưa hiểu rõ ràng, cũng chưa minh bạch. Chỉ biết được niệm Phật là rất tốt, thật sự tốt ở chỗ nào cũng không biết. Chỉ nghe nói niệm Phật có thể vãng sanh, nhưng không biết sự lợi ích ngay trong hiện tại. Có rất nhiều người nói rằng hiện tại không có lợi ích, bây giờ ta không niệm, đợi đến lúc lâm chung thì mới niệm. Cho nên nhất định phải chỉ dạy cho họ biết sự lợi ích ngay trong hiện tại. Hay nói cách khác, bạn 20 tuổi niệm Phật thì bạn vĩnh viễn là 20 tuổi, bạn 30 tuổi niệm Phật thì bạn vĩnh viễn là 30 tuổi. Vậy thì bạn muốn lúc nào bắt đầu niệm Phật? Điều này rất là quan trọng. Tiếp theo là một bài kệ của Đại sư Thiện Đạo. Tạm dịch bài kệ này: một khi vô thường đến, mới biết người trong mộng, vạn thứ mang không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Bởi vì thời gian có hạn, chúng tôi không thể giải thích bốn câu kệ này. Quý vị hãy đọc nhiều lần và suy nghĩ, nói rõ vạn pháp vô thường. Đời người đến cuối cùng đều không có thật. Bất luận làm cái gì cũng đều là giả, đều là tạo nghiệp luân hồi. Chỉ có tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì là chân thật, bạn có thể mang theo. Ngoài ra không có thứ nào mà bạn có thể mang theo được. Cho nên phải đề cao cảnh giác, phải có trí huệ, phải tích đức tu thiện, rộng kết thiện duyên, thì chúng ta trong đời này sẽ sống được một cách vui sướng, thật sự hưởng được hạnh phúc tự tại. Phải có phước, phải có huệ, phải có duyên, phải ghi nhớ ba chữ này. Tự mình phải tu phước, tu huệ, còn duyên cũng phải tự mình đi kết. Phải cùng với tất cả chúng sanh rộng kết thiện duyên. Còn những người học Phật thì phải kết pháp duyên. Pháp duyên thù thắng là do kết mà có. Nếu không kết pháp duyên thì pháp duyên của bạn làm sao được thù thắng? Cho nên phải biết được kết pháp duyên. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: lâm mạng trung thời, vị phải xả noãn xúc, nhất xâm nhất sanh thiện ác, câu thời điếu đốn hiện. Mấy câu này nói rất đúng. Trong kinh nghiệm của chúng ta đã được chứng minh, chúng ta thấy những người lúc sắp chết, nghiệp chướng của họ đã hiện ra. Họ nhìn thấy những oan thân trái chủ. Những oan thân trái chủ này chúng ta không thấy, nhưng họ nhìn thấy, họ nói cho chúng ta biết. Cùng với trong kinh Địa Tạng đã nói hoàn toàn tương đồng. Ngay lúc này, trong một đời tạo thiện ác nghiệp đều hiện ra. Tâm thiện của họ hành thiện thì họ thấy được cảnh giới tốt. Nếu một đời tạo tác ác nghiệp thì ngay trong lúc này những oan thân trái chủ tìm đến dẫn họ đi mất. Trong phẩm hạnh nguyện nói, tức là phẩm phổ hiền hạnh nguyện, cũng có một đoạn kinh văn còn với ý nghĩa này cũng rất là tương đồng. Đoạn kinh văn này cũng rất tường tận: thị nhân trung thời, tức là người thế gian thông thường lúc sắp mạng chung, nhất thiết chư căn tất dài tán hoại, tức là nói thân thể tứ đại phân tán, thần thức lìa khỏi thân thể, chúng ta gọi là người đã chết, để lại cái thi thể này. Thời gian tồn tại của thi thể rất ngắn tạm, vài ngày thì sình thối rồi hư hoại, tức là rã rời tan nát. Nhất thiết thân thuộc tất dài xả ly, nghĩa là những người mà bạn ưa thích nhất, gia đình thân nhân quyến thuộc đều phải lìa bỏ, không có một người nào đi theo bạn. Nhất thiết quỳ thế tất dài thối thất, tức là lúc bạn còn sanh tiền
Bất luận bạn làm quan lớn như thế nào, có quyền thế rất lớn, nhưng trong lúc này thì không còn nữa. Bạn cũng không thể mang theo quyền uy của bạn, đều không thể mang theo. Tượng mã sa thừa, tức là những hưởng thụ về vật chất như ngày nay chúng ta gọi là nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, tất cả bạn cũng phải lìa bỏ nó, không có một thứ nào là của bạn. Trân bảo phục tàn, tức là suốt một đời bạn đã tôm góp những thứ trân bảo vàng bạc châu báu, bạn cũng không thể mang theo. Phải giác ngộ vô phục tương tùy, tức là không có một thứ gì là của mình cả. Cho nên chúng sanh rất là ngu si, rất là đáng thương. Nào vào năm 1977, tôi có đến Hồng Kông giảng kinh. Ở Hồng Kông có một vị đồng tu đối với tôi rất cung kính. Ông ta nhất định muốn cúng dường cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay, vì thấy chiếc đồng hồ của tôi đã quá cũ kỹ. Ông ta nói: "Thưa Pháp Sư, tôi muốn tặng cho Ngài một chiếc đồng hồ đeo tay." Ông ta liền đi mua một chiếc đồng hồ đắt giá hiệu Omega và dẫn tôi đến ngân hàng xem tủ bảo hiểm của ông ta. Ông ta cũng muốn khoe với tôi. Ông ta có rất nhiều vàng bạc châu báu để ở trong tủ bảo hiểm. Mở ra cho tôi xem. Sau khi tôi xem xong, tôi liền bảo với ông ta rằng: "Ông chỉ có bấy nhiêu đấy thôi sao?" Ông ta nghe xong lấy làm kinh ngạc, nghĩ rằng tôi chê ông ta có quá ít. Ông ta nói: "Thưa Pháp Sư, không lẽ Ngài cũng có?" Tôi nói: "Tôi có quá nhiều đếm không hết, cũng chưa từng đếm qua." Ông ta vừa nghe liền hỏi: "Để ở đâu?" Tôi nói là để trong tất cả tiệm châu báu. Châu báu của ông để trong tủ bảo hiểm ngân hàng, không dám đem về nhà. Đem về nhà thì sợ trộm cướp, lại không dám đeo trên thân. Đeo trên thân thì sợ bọn cướp chặt đứt tay. Phải để trong tủ bảo hiểm một tuần hoặc hai tuần đến mở ra xem một lát. Còn tôi thì đến tiệm châu báu cũng xem một lát, cũng giống như ông vậy, đâu có khác nhau. Ông chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn tôi thì quá nhiều quá nhiều. Người ngu si đến trình độ như thế. Nếu muốn đi xem và rờ mó thì cần gì phải đi mua nó. Đi đến tiệm châu báu, bạn có thể nói: "Này ông chủ, lấy cái đó cho tôi xem để tôi rờ mó, rồi đem cất cho đàng hoàng cho tôi." Thật là quá tự tại. Người thế gian mê hoặc điên đảo rất là nhiều, không có một thứ gì có thể mang theo. Hà tất nhất định phải chấp trước phải là của mình? Tự mình thật sự có hay không? Không có. Vẫn không thể có được, vẫn là ở trong tủ bảo hiểm. Thật là quá ngu si. Trong ánh quang minh vô số phần, minh thân Bồ Tát điện vô vàn. Một người tán nguyện đầy xanh xuân, xin lại nhai đường đêm giá xa.